những cái thứ mà khiến cho cả Café Sáng tò mò. Vâng, và em đã đi nhiều nước khác nhau trên thế giới. Tự săn học bổng ở trên mạng. Kỹ năng số 1 quan trọng nhất trong việc săn học bổng ấy, đấy là... Hey, what's up guys? So I'm here at VTV, the national television of Vietnam. So I was invited here to talk about the future direction of Eric TM, what we do here, how we change people's lives. Thank you, Trần Nhất Hoàng, my hero, for introducing me to this program. When we have a lot of impact on many, many more people around the world, I will certainly remember what you're doing for me today. So thanks, bro. This is crazy, I have to say. There we go, that's the program. VTV3, the main channel of Vietnamese national television, Morning Coffee. Pretty excited about it. My interviewer, I've seen some of her videos, Miss Do Hong Cu. She's pretty great, to say the least. And we've been exchanging some emails back and forth. Really, just cannot wait to do it. Hãy thức dậy cùng Cà Phê Sáng. Có nhiều bạn thì sau khi kết thúc học trung học phổ thông, các bạn đã chọn cho mình một con đường đi khác, đó là sẽ đăng ký và nộp đơn để có thể đi du học sang nước ngoài, học những cái nền văn hóa mới và cả những kiến thức mới. Vâng, và trong câu chuyện Billy Cà Phê ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhân vật, một chàng trai lứa tuổi 9X nhưng mà lại có những cái sở thích rất là đặc biệt và thú vị, vừa thích săn học bổng này, vừa thích tập thể hình mà lại vừa thích sản xuất những cái video clip mà do chính bạn ấy làm nhân vật chính. Này là hot lắm đây, đúng không ạ? Để xem là anh chàng này hot như thế nào và những kinh nghiệm anh ta sẽ chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay là sao đây. Xin mời quý vị hãy cùng tới với chuyện Billy Cà Phê ngay bây giờ. Xin chào Giang. Em chào chị Cư ạ. Chào em. Rất vui được gặp chị. Chị cũng rất vui được gặp một chàng trai trẻ ở đầu một buổi sáng. Một chàng trai đã có 7 giày kinh nghiệm, 6 năm đi du học ở hai quốc gia, hai nền giáo dục rất là lớn. Và bây giờ quyết định trở về và lại đang phụ trách một câu lạc bộ thể hình với tên gọi là Eric TM. Nếu mà nói chuẩn hơn thì Eric TM không phải là một câu lạc bộ thể hình, mà em nghĩ Eric TM là một lối sống mà em và cùng các bạn trong team của em đang cố gắng gây tầm ảnh hưởng lên các bạn ở Việt Nam cũng như các bạn bè quốc tế. Đấy là lý do vì sao video của em làm ở Eric TM, bọn em làm bằng tiếng Anh. Và cái lối sống này là gì? Lối sống này là nếu bạn có một giấc mơ, bạn hãy làm mọi thứ để thực hiện cái giấc mơ đấy, biến giấc mơ thành hiện thực. Em có những cái thứ mà khiến cho Cà Phê Sáng tò mò. Một thầy hướng dẫn cứ tạm coi như vậy, trẻ tuổi này, vừa giảng dạy, lại vừa nói tiếng Anh. Và chị thấy những cái đoạn phim quảng cáo của website của bọn em ấy trông đầy sức sống. Em có làm hai mảng riêng biệt. Một mảng là về lâu dài, là em làm Eric TM và làm online. Em làm video. Video có một sức mạnh cực kỳ ghê gớm chị ạ. Mình làm một cái video ra cũng như mình viết được một quyển sách. Và cái quyển sách đấy hay cái video đấy, hàng nghìn đời sau họ vẫn có thể xem được và họ vẫn có thể trân trọng được những cái kiến thức trong cái video đó. Mảng thứ hai của em là em làm tư vấn du học và em dạy học. Cá nhân em đã được nhiều học bổng và em đã đi nhiều nước khác nhau trên thế giới. Vì vậy là em muốn dùng cái kinh nghiệm của mình để giúp đỡ các bạn học sinh bây giờ, đặc biệt là các bạn trung học phổ thông, vào được những trường đại học mơ ước, đạt được những học bổng mơ ước của mình. Và trong cái quá trình đó thì em phát hiện ra một điều rất hay, đấy là vì sao em lại chọn rèn luyện thể chất? Tại vì thể chất với tinh thần là hai thứ đi đôi với nhau, không thể tách rời. Và khi thể chất mình tốt thì tinh thần mình sẽ tốt. Người ta vẫn bảo là mình là những thứ mình ăn. Em tin cái câu ấy còn hơn thế. Không phải là mình ăn những cái đồ ăn gọi là tốt cho sức khỏe thì đơn giản là mình sẽ khỏe mạnh hơn, mà còn là tinh thần của mình sẽ tốt hơn. Và mình sẽ sống hạnh phúc hơn và mình sẽ sống nhiều năng lượng hơn. Hai cái đấy là song song, cả tập luyện thể lực lẫn ôn luyện như là TOEFL hoặc là SAT. SAT, vâng. Bây giờ dạy TOEFL và SAT thì có rất nhiều trung tâm dạy. Họ giao bài và họ sẽ để các em làm bài rồi họ chữa bài. Còn đối với em, câu hỏi đầu tiên với mỗi em học sinh đến với em là em luôn hỏi là mục tiêu của em là gì? Câu hỏi thứ hai, tại sao em muốn làm điều này? Thực ra là em thấy các em học sinh bây giờ bị người lớn mắng quá nhiều và oan cho các em ấy.
không phải là các em ấy không chăm hay là không phải là các em ấy không được điểm cao, mà cái gốc rễ của nó là việc các em ấy không nhìn thấy một đích đến cho những gì mình đang làm. Vì sao con lại phải đi học tiếng Anh? Vì sao con lại phải đạt học bổng? Con cũng không biết thì làm sao mà con làm tốt được. Thế nên là em biết không phải là các em không chăm, mà là vì các em ấy đang có một việc khác mà các em ấy đam mê hơn. Đúng. Mà các em ấy nhìn thấy cái đích đến của nó hơn. Sau khi biết các em ấy thực sự muốn gì ấy, thì mọi thứ còn lại diễn ra tự động. Một cái kế hoạch nó thực sự là khoa học và nó hợp với từng bạn một để tận dụng được cái khoảng thời gian thừa. Chị biết được Giang là tự săn học bổng ở trên mạng và xin được những học bổng toàn phần ở Anh này, ở Mỹ này và tự lên đường để sang các quốc gia để học. Thế lúc đấy thì em cũng nghĩ rằng là cái đích đến của em sẽ là trở thành một cái thầy giáo dạy thể hình và luyện thi. Nhiều năm trước, đối với em, việc du học nó chỉ là hey, có một thế giới ở bên ngoài kia. Khi mà em còn bé, mẹ em hay kể một câu chuyện là lần đầu mẹ được đi thang máy. Mẹ chỉ ước làm sao mà Hưng Giang, Hưng là anh trai em, Hưng Giang cũng sẽ được đi cái thang máy này về sau, tại vì nó rất là hiện đại và ở Việt Nam thời đấy thì không có thang máy luôn. Đấy chỉ là một trong những thứ mà bố mẹ em ngày xưa cũng đi nước ngoài, bố mẹ em cũng được học bổng, kể cho em rất nhiều về cuộc sống của bố mẹ em ở nước ngoài. Trước khi để có cuộc trò chuyện này, chị cũng đã cố gắng để tìm hiểu những thông tin về em. Rồi chị bắt gặp một cái video clip mà chính em làm nhân dịp ngày lễ tình nhân tháng 2 vừa rồi. Trong đấy thì nhân vật chính là Giang, với những cái lời lẽ mà chị nghĩ rằng là em có lẽ là hợp với cả một diễn viên hơn. Dạ, em cảm ơn. Và với lời đề tựa rằng là nếu như chúng ta tự giới hạn cuộc đời chúng ta thì đấy là do chúng ta thôi. Trong một vườn hoa có nhiều bông hoa, chứ không chỉ là hoa hồng. Mà nó cũng giống như một cái kinh nghiệm về đầu tư thôi, không nên bỏ hết vào một giỏ đúng không? Đúng nên chia đều ra nhiều thì cái rủi ro nó sẽ bớt đi. Trở lại với cả cái câu chuyện mà em đang luyện thi cho các bạn trẻ. Chị nghĩ là cái câu chuyện về săn học bổng chắc chắn là có rất nhiều những bạn trẻ đang tò mò. Kỹ năng số 1 quan trọng nhất trong việc săn học bổng ấy, đấy là... Và đối với em cái sự khác nhau giữa người thành công và người không thành công là không nhiều. Cái tư duy đấy em nghĩ nên là tư duy của học sinh hơn là tư duy của giáo viên. Mình đi ra ngoài đời mình không còn sợ cái gì nữa. Đấy là tự hỏi mình xem mình có thực sự muốn đạt được cái học bổng này không. Có rất nhiều bạn nói với em là anh Giang ơi em muốn được học bổng này quá, anh Giang ơi em muốn học tiếng Anh giỏi. Các bạn muốn rất nhiều, nhưng mà cái quan trọng hơn em đã nghĩ đến cái việc là ngoài những cái gọi là đẹp, tươi đẹp đang chờ đợi em, thì sẽ có những hôm em sẽ phải dành ra 30 phút sau lớp để em học thêm bài. Hay là những tối em đi chơi về nhà đã rất muộn rồi, nhưng mà vì hôm đấy em đã đặt ra cho mình là hôm nay mình phải viết xong bài luận này, em sẽ ngồi viết nốt bài luận đấy. Hay là cho một bạn đang học nói tiếng Anh hàng ngày phải nói tiếng Anh và phải ghi âm lại, thì liệu em có sẵn sàng bỏ ra thời gian hàng ngày, dù nó chỉ là 3 phút, 5 phút thôi nhá, để nói tiếng Anh một chút hay không? Và đối với em cái sự khác nhau giữa người thành công và người không thành công là không nhiều. Người thành công đơn giản là chỉ mỗi ngày họ làm hơn một ít, và trong một thời gian dài thì những cái ít đấy nó sẽ gộp lại. Hôm em đi thi học bổng hai trường ở Anh, và cuối cùng em được học bổng toàn phần cả hai trường đấy. Và có một cái phần là viết luận. Thì họ cho 7 đề luận. Và khi em nhìn thấy 7 đề luận này, em nghĩ là mình có thể chọn bất cứ đề luận nào trong này. Vì sao? Tại vì cả 7 đề đấy em đều viết rồi. Mình đã chuẩn bị, mình đã có một bài luận hoàn chỉnh, được thầy cô sửa, và bản thân mình đã đọc rất kỹ, nghe lời khuyên từ người thân nhiều. Và những cái đấy là toàn là ý tưởng của mình nên mình đã nhớ hết rồi. Vì vậy là khi gặp 7 đề luận này em cười và em ngồi xuống em viết. Đấy là sự quan trọng của chuẩn bị. Và chị tò mò là cái bài luận đấy em viết về điều gì? Em viết về giáo dục, cách nhìn thứ hai về giáo dục. Ở Việt Nam bây giờ em thấy những người nghệ sĩ hay là những người giáo viên hay là những người bác sĩ chưa được đánh giá xứng đáng với những công sức mà họ đã bỏ ra. Giáo viên là một người rất quan trọng, họ có thể thay đổi cuộc sống của một con người. Nhưng mà ở Việt Nam lương của giáo viên chưa được cao lắm, nên nhiều người họ cực kỳ tài giỏi, họ không muốn làm giáo viên, mặc dù họ có đam mê. Còn một thứ nữa là tư duy về giáo dục. Nhiều người giáo viên Việt Nam thì coi như là mình đang ban phước cho học sinh. Cái tư duy đấy em nghĩ nên là tư duy của học sinh hơn là tư duy của giáo viên. Học sinh nên nghĩ là khi mà mình đi học như này thì mình đang mang ơn người thầy. Nhưng mà em không nghĩ một người thầy cô tốt có suy nghĩ là mình đang ban ơn cho học sinh, mà họ nên nghĩ là ok, đây là những học sinh của mình, họ là những khách hàng của mình.
Vì vậy, nhiệm vụ của mình là làm mọi thứ tốt nhất để khách hàng của mình hài lòng, để khách hàng của mình đạt được một đỉnh cao mới. Vừa hôm qua em nói chuyện với một nhóm các bạn giáo viên nhá, thì có một bạn nói với em là phải đi dạy học ấy, thì mới biết là có nhiều học sinh không muốn học. Và nhiều khi họ đi học tiếng Anh là vì bố mẹ họ muốn như thế. Đấy là lý do mà cần một người giáo viên tốt. Tại một người giáo viên tốt là một người sẽ khơi gợi lại được cái đam mê trong học sinh. Nếu mà học sinh họ biết tất cả rồi thì họ còn đi học làm gì nữa? Chắc chắn là xã hội mình thì sẽ ngày một thay đổi từ trong cái suy nghĩ, từ trong cái cách thức mà chúng ta nghĩ về giáo dục. Thực ra chị cũng vẫn cứ tò mò về cái ERICTM của em. Khi em đã có những cái cơ hội ra nước ngoài, sống nhiều năm ở nước ngoài và nhận thấy rằng là học sinh hoặc là như sinh viên ở nước ngoài, họ dù học giỏi đến đâu nhưng họ luôn luôn phải có bên cạnh mình một cái môn thể thao nào đấy. Thể thao là một điều cực kỳ quan trọng, và khi mình rèn luyện thể chất ấy, công nhận mình sẽ đạt được một cơ thể đẹp, mình sẽ sống khỏe mạnh, nhưng cái quan trọng hơn là mình đi ra ngoài mình rất là tự tin. Khi mà mình đã vượt qua được những cái nỗi đau thể chất trong cái phòng tập thể thao đấy, mình đi ra ngoài đời mình không còn sợ cái gì nữa. Đấy là cái mà lý do mà vì sao em muốn các em phải tập luyện là vì thế. Thế vậy thì đã có bao nhiêu bạn mà từ lớp của Giang đã tìm được học bổng và đi nước ngoài rồi? Dạ, em có một khóa là khóa giúp đỡ các em ấy làm hồ sơ Đại học Mỹ. Thì năm vừa rồi là năm đầu tiên em làm khóa này, có 7 bạn học sinh và cả 7 bạn đều được. Em vừa làm một cái tính toán trước khi em đến đây, đấy là tổng số học bổng mà 7 bạn học sinh của em đạt được trong năm qua là gần 20 tỷ một năm. Kinh khủng. Trong đấy có một bạn rất giỏi, bạn Nhi, bạn ấy được học bổng toàn phần 65.000 đô một năm. Và cho chị hỏi một chút nữa cũng hơi tò mò. Tất cả những việc của em làm bây giờ thì có đủ sống không? Trong ngày của em 100% thời gian, em chỉ dành 20% vào những công việc mà em kiếm được thu nhập ngay lúc này. 80% còn lại em dành để phát triển bản thân và để phục vụ cho những mục đích tương lai. Ngay cả việc làm YouTube, rõ ràng em không hề kiếm tiền khi làm YouTube, em không có thêm thu nhập gì. Nhưng mà em vẫn muốn làm, tại vì cái YouTube đấy tạo giá trị được cho xã hội, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở quốc tế. Và đấy là cái đam mê của em. Em có cả bàn dựng, có cả camera, có tất cả những cái thiết bị giống như đài truyền hình Việt Nam. Đây, em đang đeo hai mic kìa. Một cái mic đấy là thu tiếng riêng cho kênh YouTube của em nhá. Nhưng mà đừng có phát trước bọn chị đấy nhá. Ok, em sẽ đợi Cà Phê Sáng phát sóng trước. Chị rất là thấy xúc động và thấy vui buổi sáng ngày hôm nay mời được một người khách như là Giang. Và trước khi chia tay thì có thể cho bọn chị biết một cái đích đến tiếp theo của em là gì? Đích đến cuối cùng của em ấy là xây dựng ERICTM thành một thương hiệu quốc tế, một thương hiệu mà tất cả mọi người có thể tin tưởng. Bản thân em rất là may mắn, em gặp được nhiều người, họ truyền cảm hứng cho em và họ giúp đỡ em trong những cái lúc khó khăn nhất, và em muốn mang lại cái giây phút đấy cho nhiều người khác nữa. Một lần nữa cảm ơn Giang rất nhiều, hy vọng sẽ có cuộc trò chuyện tiếp theo với cả Giang, kể về những cái thành tích và những cái kết quả của Giang cho các khán giả Cà Phê Sáng xem lần nữa. Dạ vâng. Chào em. Chị cười rất nhiều. Một câu chuyện Billy Cà Phê rất thú vị với một khách mời trẻ tuổi nhưng lại có rất nhiều những câu chuyện thú vị để chia sẻ. Và tôi đặc biệt ấn tượng với cả cách phân chia 80-20 của bạn Nguyễn Hoàng Giang. Nghĩa là chỉ 20% để dành cho những công việc có thể kiếm được tiền ngay bây giờ, còn 80% là để trau dồi bản thân, để mang lại những cái giá trị, để tích lũy thêm những vốn sống cho bản thân mình. Đây quả thực là một cái điều rất đáng chúng ta học hỏi. Một chàng trai vừa học giỏi này, thông minh này, luyện tập thể thao này, chăm chỉ luyện tập cho sức khỏe đúng không ạ? Lại còn có những cái video cũng như là những lời khuyên dành cho mọi người. Ai chà, tôi nghĩ Nguyễn Hoàng Giang chắc là soái ca trong lòng nhiều các bạn lắm đây. Và bản thân anh cũng thế đúng không? Hoặc thậm chí là chính tôi cũng như vậy thôi. Những người mà lắng nghe những cuộc trò chuyện vừa rồi thì chắc chắn là cũng sẽ có những cái kinh nghiệm dành cho chính bản thân mình, sắp xếp thời gian sao cho hợp lý, và cũng là một hình tượng để chúng ta hướng tới làm thế nào để chúng ta cũng có thể có được những thứ như là anh ấy đang có, đúng không? Hãy thức dậy cùng Cà Phê Sáng. Hey, did you guys enjoy the interview? I would like to express my deepest gratitude to Đỗ Hồng Cư, who has been such a gracious interviewer, to Thảo and the entire VTV3 production crew. You guys have done such an amazing job. I know sometimes you stay up until the morning to edit this morning cafe episodes. So thank you, but really I know I can't thank you enough. And let's collaborate more in the near future, all right? Till next time.